Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Test âm thanh của Tiến Dũng Audio. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2019, Tiến Dũng xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Sansui. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm cùng theo dõi. Đó là cặp loa Sansui model SB-X8007, hàng của Nhật, sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1974. Đây là mẫu loa có cấu hình và kích thước rất lớn. Loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ, rất sang trọng. Cặp loa vừa về ngày hôm nay, tất cả zin với bản tuyệt đẹp. Loa được ship từ Mỹ về. Loa sử dụng một bát 40cm, màng giấy, gân xếp vải tầm dầu. Ở đây gân loa bát còn ướt, tức là nó còn rất mới. Chúng ta đụng tay vào đây thấy còn hơi dính. Một loa chung 18cm, màng giấy, gân xếp vải tầm dầu. Và một loa chép kèn. Loa chép kèn khá lớn, tôi tính khoảng 20cm. Và phía dưới đây đó là ba loa super check, ba loa siêu check. Bên đây đó là một nút vi tinh chỉnh. Ở đây hãng đề sound 35, tức là cân bằng âm thanh ở dải trên. Chính giữa đây đó là nút chế độ natural, là chế độ bình thường. Phía bên đây là shop 1 êm dịu 1 và shop 2 êm dịu 2. Bình thường chúng ta để chế độ natural. Loa có cấu hình và kích thước rất lớn, bát 43cm. Cặp loa vừa về ngày hôm nay, tuyệt đẹp. Các tuyến loa đều màu, màng loa còn là ướt keo của hãng. Bát màu xanh đen, rất đẹp. Đây là e căng của loa. Khi chúng ta đậy vào thì tổng thể của loa thế này. E căng bằng dạng lưới vắt mắt võng, hay nhiều anh em còn gọi là e căng mắt cáo. Loa có kích thước chiều ngang 43cm. Xin lỗi quý vị, loa có kích thước chiều ngang 47cm, chiều sâu 27cm và chiều cao của loa là 69cm. Trọng lượng 19kg trên một thùng. Loa có công suất 220W, trở kháng 8 ohm. Dòng này rất dễ phối ghép âm ly. Chúng ta có thể sử dụng các âm ly tầm 200W trở lên, công suất nguồn 200W trở lên là cho âm thanh rất thoải mái. Ví dụ như các dòng âm ly Sansui 7070-8080 hoặc các dòng âm ly Sansui 881, các dòng âm ly của Beuner tầm như SX850-950 v.v. Tất cả đều cho âm thanh rất tốt. Cặp loa có thể kết hợp nghe nhạc và hát karaoke, âm thanh khá thoải mái trong các không gian khoảng 40m², bát 43cm, thùng có lỗ hơi. Đây là lỗ hơi của loa. Cặp loa Sansui model SB-X8007 có giá 15 triệu. Và ở đây vẫn là mẫu dây loa thương hiệu Broen, hàng của Italy. Với mẫu này thì Tiến Dũng đã có video giới thiệu Made in Italy. Đây là hàng đấu giá từ Amazon về. Và ở đây có rất đầy đủ thông tin về thông số. Ở đây hãng đề Broen Speaker Cap 2x1.5, tức là dây song hành có hai cái lõi 1.5mm trên một lõi. Và đây là thông tin chi tiết của nhà nhập khẩu 91 Điện Biên Phủ Đa Cao, quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam, do công ty Music Land LTD. Dòng dây Broen thích hợp cho các
việc nghe nhạc và hát karaoke phù hợp cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Âm thanh đều, ba giải, bass, mid, chép cho tiếng rất tốt. Thì hôm vừa rồi tôi có về 10 quận, hôm nay chỉ còn khoảng hơn 2 quận. Đây là các đơn hàng đã được gói sẵn để chiều nay ship đi. Cái này là 6m, cái này là 13m, cái này là 10m, thì trên đây cũng là 6m. Thường các anh em mua khoảng 5m. Với các đơn hàng 5m trở lên thì Dũng bao ship toàn quốc, giá 130.000 trên 1m. Anh em quan tâm đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng, số điện thoại 0989 034 764. Tiến Dũng giao hàng toàn quốc. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài nhạc qua bộ châm ly Sansui 5000X và cặp loa Sansui model SB8700. Bộ hai thiết bị cho âm thanh rất mạnh mẽ, thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m². Ở đây volume tôi chỉ nhích lên một chút thôi. Âm thanh rất mạnh. Quý vị có thể kết hợp thêm một chiếc vang số để hát karaoke. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi tình yêu đó phôi pha vào sương gió. Những đêm mưa tính nhỏ, người nhớ thuở học trò, tâm tình thường hay ngỏ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nê chê, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly. Trời mưa nghe ra vô tin, thu anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồ mưa ngập lối. Nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu tranh người tính nhỏ, nuôi nấng cả một đời mối tình thời sai. Giờ đây đường hai lối mưa gió về bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nê chê, cùng đưa đón nhau về ấm.
sắm đôi nhân tình kẻ. Một người xa ngang cuộc đời, một người đến tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra phút tim, xoanh vào ký niệm thao tất trọn ca môn. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồ mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó mối tình thời xa ấy, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trăng người tính nhỏ, nuôi nắng cả một đời mối tình. Thế Dũng xin dừng clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị cũng đừng quên dây loa Roland của Ý 130.000 trên 1m. Anh em mua 5m trở lên thì Dũng bao ship bằng đường Viettel đi máy bay, bao ship nhanh. Quý vị đặt hàng trong vòng từ 2 đến 3 ngày thì Dũng sẽ giao tận nhà, thanh toán tiền tại nhà. Xin cảm ơn các anh em đã đặt hàng dây loa bên Tiến Dũng. Quý vị đặt hàng dây loa xin mời liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng số điện thoại 0989 034 764. Tiến Dũng giao hàng toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.